Thưa quý vị và các bạn, theo các đơn vị nghiên cứu về thị trường bất động sản cũng như các chuyên gia, nếu như những năm trước đầu tư vào loại hình căn hộ nghỉ dưỡng kết hợp với cho thuê tại các bãi biển đẹp ở khu vực miền Nam, miền Trung rất phát triển, thì hiện nay xu hướng này lại đang có chiều hướng dịch chuyển ra miền Bắc. Nguyên nhân là bởi số lượng các dự án thuộc phân khúc này tại thị trường miền Bắc vẫn còn ít so với nhu cầu. Khả năng cạnh tranh, thu hồi vốn của nhà đầu tư vào phân khúc này cũng khả quan do thị trường vẫn còn thiếu các dự án cao cấp. Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vẫn luôn là mảnh đất tiềm năng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nhu cầu về sử dụng dịch vụ về nơi ăn chốn nghỉ như nhà nghỉ, khách sạn, resort ở đây là vô cùng lớn. Chính vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp ở thị trấn Cái Răn, nơi có vị trí nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long. Nhằm thu hút người dân có thu nhập cao ở các thành phố lớn khác trên cả nước, các nhà đầu tư cũng kết hợp cung cấp căn hộ dịch vụ khách sạn. Căn hộ dịch vụ khách sạn chính là căn hộ được để cho thuê. Tuy nhiên, mức giá mà khách hàng sẽ phải chi trả sẽ thấp hơn rất nhiều so với những phòng khách sạn có chất lượng tương đương. Theo đó thì mỗi chủ sở hữu căn hộ khi tham gia vào hình thức sản phẩm căn hộ dịch vụ khách sạn này sẽ được chủ đầu tư cam kết hưởng phần lợi nhuận cố định 14% trong 2 năm đầu. Sản phẩm chúng tôi đang đầu tư hiện nay là sản phẩm căn hộ dịch vụ khách sạn. Và điều này đã giúp chúng tôi là tiếp cận khách hàng dễ hơn. Bởi không chỉ có những khách hàng mà các cái gia đình trẻ ở Quảng Ninh tiếp cận được với chúng tôi, mà ngay cả những nhà đầu tư ở các thành phố lớn khác như Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì đã đều có sở hữu căn hộ cho mình và tham gia cái sản phẩm là căn hộ dịch vụ khách sạn chúng tôi, thì khách hàng đều được cam kết hưởng lợi nhuận là 14% trong 2 năm đầu. Và điều đấy thì cũng giúp cho khách hàng là có được một cái khoản đầu tư mà chắc chắn, vững bền và có được hưởng cái lợi nhuận mà tương đối là tốt. Vừa được sở hữu một căn hộ cao cấp để có thể về nghỉ dưỡng trong đợt nghỉ, vừa có thể coi đây là nguồn vốn đầu tư để sinh lợi. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người dân ở các khu vực khác đã đến mua các căn hộ dịch vụ khách sạn ở đây với giá dao động từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ đồng một căn. Tôi đã biết đến cái kiểu dự án như này ở miền Nam đã rất là nhiều rồi. Tôi đã từng nghỉ ở Nha Trang, ở The Costa của Nha Trang, thì tôi thấy được là cái dự án này giống như The Costa và tôi rất thích. Và tôi và vợ tôi đã quyết định mua các căn hộ ở của New Life Tower ở đây. Và tôi thấy là cái sự phát triển của cái mảng dự án căn hộ khách sạn như này sẽ rất phát triển ở miền Bắc chúng ta. Tôi có thể dùng nghỉ cho gia đình, cho bạn bè và cho cá nhân của hai vợ chồng những cái lúc mà rảnh rỗi hoặc là những ngày nghỉ. Còn có thể tôi cho thuê hoặc là những căn hộ khác thì tôi có thể đầu tư và để chuyển nhượng cho những người khác nếu có nhu cầu. Tôi thấy là cái dự án này ngoài tính chất nghỉ dưỡng cho cá nhân những người sở hữu ra thì còn có thể mang tính chất đầu tư rất là tốt. Cũng theo các chuyên gia, việc mua và sở hữu các căn hộ dịch vụ khách sạn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Thậm chí có thể coi là một khoản đầu tư dài hạn vì sẽ tạo thu nhập ổn định thông qua việc cho thuê lại và khả năng sinh lời cao hơn theo thời gian khi thị trường bất động sản phát triển mạnh trở lại. Nó kết hợp, nó làm kinh doanh được. Kinh doanh có nghĩa là cái khả năng thu hồi vốn từ nó là có. Khi một nhà đầu tư bỏ tiền ra để có được một cái bất động sản du lịch thì cái khả năng thu hồi vốn là nhìn thấy. Tốt hơn là một cái bất động sản thuần túy là nhà ở. Thế chính vì vậy mà thường là ở những đất nước có tiềm năng du lịch, mà tôi cho rằng Việt Nam là một đất nước có tiềm năng du lịch, thì việc phát triển bất động sản du lịch là lẽ tất yếu. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng nhu cầu của người dân miền Bắc đối với phân khúc này vẫn đang còn rất lớn. Chính vì vậy, xu hướng đầu tư xây dựng căn hộ dịch vụ khách sạn sẽ phát triển mạnh mẽ ở khu vực miền Bắc trong thời gian tới.